Quý khán giả thân mến, mặc dù đạt được những kết quả khả quan, nhưng nhìn chung nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm còn rất nặng nề. Đòi hỏi sự quyết tâm nỗ lực đổi mới mạnh mẽ hơn nữa từ các cấp các ngành và các địa phương trong thời gian tới. Đó là chỉ đạo của ông Trần Diện Trường, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, tại phiên họp thường kỳ diễn ra vào sáng nay, cùng dự họp có lãnh đạo Hội đồng Nhân dân và Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công chậm được cải thiện, thu hút vốn FDI chưa như kỳ vọng, Hoạt động sản xuất kinh doanh trong một số lĩnh vực còn khó khăn, công tác quy hoạch và triển khai quy hoạch còn chậm. Vì vậy những tháng còn lại của năm nay cần phải xác định khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, tiếp tục thực hiện đồng bộ quyết liệt hiệu quả các chủ trương, đường lối, các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, thành ủy, hội đồng nhân dân thành phố, tuyệt đối không chủ quan lơ là, tăng cường nắm tình hình, ứng phó diễn biến mới. Lũy kế 8 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố tăng 23,77% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 10.340 tỷ đồng tăng 1,66%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 73% kế hoạch và tăng 18,5% so với cùng kỳ.